đình mình vui bất thình lình lại gây bất ngờ, cả nhà ủng hộ. Cái chết của Công. Trong tập 49 gia đình mình vui bất thình lình, cả nhà ông Toại, bà Cúc quyết định đổi chiến thuật với Công. Review tập 49 gia đình mình vui bất thình lình khiến khán giả tò mò lẫn thích thú với tình tiết cả gia đình ông Toại, bà Cúc đổi thái độ với Công. Trong tập này, Công chẳng còn ngại ngùng khi nói đến cái chết của mình một cách công khai. Thậm chí, anh còn nói cả việc này với Long, con trai của Thành, Hà. Khi Long vào phòng mình, Công gọi cậu nhóc lên giường ngủ cùng và nói rằng chẳng biết mình còn được ngủ với cháu mấy ngày nữa. Khi Long thắc mắc thì Công thông báo với cháu trai rằng mình sắp chết. Sự phũ phàng của Công khiến Hà cũng phải giật mình thảng thốt. Biết rằng khó mà thay đổi được tư tưởng của Công, Thành và Danh đã lên một kế hoạch đặc biệt và đem bàn bạc với cả nhà. Theo Thành, Công đang trong tâm trạng uất, ai động vào cũng như chọc vào tổ kiến lửa, càng quan tâm, càng động viên lại càng nhạy cảm. Anh ấy không thích mọi người an ủi mà anh ấy thích ung thư theo cái hệ trầm kha, sầu muộn. Thế nên con nghĩ chúng ta nên chơi một đòn ngược lại. Thành đề xuất, Danh lập tức đế thêm, nói ra thì hơi nghịch tai, nhưng con nghĩ chúng ta nên ủng hộ cách nghĩ tiêu cực của anh Công, biết đâu lại có kết quả. Có lẽ đề xuất này đã được ông Toại, bà Cúc thông qua. Trong một phân cảnh, Thành, Danh thậm chí đã thuê hẳn xe 16 chỗ để đưa Công đi khám bệnh. Thậm chí dân mạng còn đoán rằng các anh em trai chuẩn bị đưa Công đi thăm đất xây mộ để lo cho tương lai. Vậy là sau chuỗi ngày u ám, cả gia đình lại trở về đúng phong cách vui bất thình lình được xây dựng lúc ban đầu.